không như luôn các bạn. Thằng Phong phía trước bắt dạy thiệt sự. Lẹ coi, nhường nhường coi bạn ơi. Nó càng dĩ mà nó không qua các bạn. Cắn đầu xa mình luôn à. Ôi cỡ nồi không. Đó, gì đó mới qua các bạn. Cản đầu xe mình nãy giờ cả một buổi. Nguyên một đoạn đường dài luôn giờ mới qua được đấy. Ui, đây là đài tưởng niệm ở Hà Tĩnh nè các bạn. Xô Viết Nghệ Tĩnh. Quá đẹp. Đó, thì các bạn thấy không? Bữa nay mưa vãi cả nồi luôn các bạn. Mưa gọi là mưa bão luôn ấy. Nhưng mà xe mình vẫn hoạt động để chở khách về nha các bạn. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cựu nhau tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2. Và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm tiếp tục giường nằm nha các bạn. Ok, thì ngày hôm nay mình vừa tìm được một cái mod khá là hay. Đó là cái mod trời mưa mà gọi là mưa bão sấm chớp luôn các bạn. Rất là lớn. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau trải nghiệm một cái nhà xe, đó là nhà xe Kim Chi 265. Đó, một cái nhà xe nó sẽ chạy tuyến từ bến xe của trung tâm Đà Nẵng cho tới bến xe nước ngầm của Hà Nội. Đó, thì hiện tại thì mình đang ở bến xe nước ngầm, mình sẽ chạy cái tuyến ngược lại nha các bạn. Đó, skin rất là đẹp luôn. Biển số xe của nó là 46B08209. Đó. Và đây là xe gọi là xe hạng thương gia nha các bạn, tức là xe gọi là xe xịn đó các bạn, xe giường nằm limousine đồ các kiểu đấy. Và có số điện thoại luôn nè. Đó, ok. Thì bây giờ chắc không để các bạn chờ lâu nữa, và chắc chúng ta chuẩn bị sẽ bắt đầu chuyến hành trình là vừa các bạn. Bây giờ mình sẽ đề máy lên nhá. Ok. Rồi, đề máy lên rồi. Bây giờ mình sẽ kêu lên xe đóng cửa lại. Ơ sao cái cốp này đóng chưa có xác nè. Đóng cái cốp này lại luôn. Rồi đóng cửa lại. Ok. Đó. Ok cho các bạn. Đèn đâu các kiểu, mình có nên mở đèn không ta? Giờ mưa thì phải mở đèn đúng không? Đó. Xe được lên đèn rồi đó các bạn. Rồi. Quá đẹp luôn, đèn solid cũng đẹp luôn. Ok. Lùi xe ra thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ trả số nhầm. Số lùi. Để bật giặt mưa lên nha các bạn. Đấy. Hiện tại thì mình đang ở bến xe nước ngầm của Hà Nội. Và bây giờ mình sẽ chạy ra khỏi bến xe trước. Để anh bật một cái kính hậu nữa nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra thôi. Ok. Ghẹp phải nha các bạn. Rồi, let's go. Chúng ta sẽ rời khỏi bến xe nước ngầm. Ở đây là cái cầu gì vậy ta? Cái cầu gì ở Hà Nội đó mình cũng rõ nữa. Mưa quá mưa các bạn thấy không? Cái mưa này gọi là phải gọi là mưa bão luôn rồi các bạn, chứ không phải là mưa nhỏ bình thường nữa. Đó. Thì ngày hôm nay các bạn sẽ được thưởng thức một cái chuyến xe ngày mưa. Chúng tắt đèn cabin nha các bạn. Tắt cái đèn rồi nè, cho nó bớt sáng một tí. Rồi ghé phải nhá. Ta gặp cái đèn xanh đèn đỏ. Để mình test kẹt nè. Ngon lành thì các bạn. Đấy, vẫn là kèn ông vàng. Mình sẽ đánh theo điệu nhạc đấy. Lớn vãi nồi các bạn, kèn là lớn vãi cả nồi luôn. Ok. Rồi. Bây giờ hình như mình đang lên cái đường này là chuẩn bị vào cao tốc hay sao ấy, để mình coi đường này đường gì đó.
đi thẳng là cao tốc Pháp Vân nè, quẹo phải thì đến cầu Thanh Trì, lên cầu Thanh Trì các bạn. Vậy là mình sẽ đi thẳng để ra cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ nha. Cái đoạn đường, cái đường mà chúng ta đi ngày hôm nay ấy, thì đi từ Hà Nội mà để về Đà Nẵng thì cũng qua rất là nhiều tỉnh. Trong đó có để mình nhớ coi, Ninh Bình nè, qua Thanh Hóa nè, rồi qua Nghệ An nè, rồi qua Hà Tĩnh nè, rồi qua Quảng Bình, Quảng Trị, qua Thừa Thiên Huế, rồi mới về tới Đà Nẵng các bạn. Ôi trời ơi, quá là xa luôn. Và chúng ta cũng phải đi thôi. Ok. Chưa có con xe máy kìa các bạn. Xe máy này nó chạy đúng lực nè các bạn, nó chạy ở trong lane trong nè. Ok, chúng ta chuẩn bị vào trạm thu phí để vào cao tốc Pháp Vân nha các bạn. Pháp Vân Cầu Giẻ đấy. Để mình coi cái làng nè, mình đi làng này nè. Làng này là có thanh toán tiền nè. Đó. Không chốt còn được không ta? Thử đóng rồi các bạn. Đóng rồi mà mình phải đi nhanh tới đó là mình thông chốt luôn rồi các bạn. Đúng là chưa này. Sao nó không cho mình thanh toán ta? Đây rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ mở cửa cho mình thanh toán nha. Đây. Rồi em thanh toán luôn đi. Ok, rồi. Đóng cửa lại đi các bạn. Đóng cửa sổ lại. Let's go. Bắt đầu vào cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ thôi. Ôi, sao còn cái cửa đó phong sát. Đóng sát lên. Rồi. Vô lên trong. Cao tốc thì nó sẽ cho chúng ta chạy 100 km/h nha các bạn. Mưa bão thế này chạy nhanh cũng nguy hiểm lắm các bạn. Sẽ từ từ thôi. Đây là cầu Bến Thủy 2 đấy các bạn. Mình thì hiện tại mình vừa qua địa phận của thành phố Vinh thuộc Nghệ An xong, và bây giờ mình đang trên đường hình như cũng gần về đến Hà Tĩnh rồi đấy. Một tí như có thể là qua được cái đài tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh luôn. Mà mưa vẫn nãy giờ nó vẫn còn lớn. Mưa cả buổi trời chưa hết nữa các bạn, mà mưa nó vẫn lớn như vậy nha. Các bạn thấy mịt mù đường hết trơn không? Không thấy đường luôn. Ôi, phía trước có cái cầu gì nữa kìa. Là cầu gì ta? Ủa sao không có tên cầu ta? Có thể là cầu vượt đường sắt các bạn. Không phải, cái cầu này là một cái cầu vượt bình thường thôi, không phải vượt đường sắt luôn, một cái cầu vượt ngang lộ bình thường thôi. Đây có một cái nhà hàng Bình Lộc gì đó. Nhưng mà mình không có ghé trạm dừng chân á bạn, mình chở một phát là về tới Đà Nẵng luôn. Quá trời mưa. Trước mình có con này như là con pho rồi phải, đúng rồi, pho các bạn. Bên kia có con mẹt kìa. Đó. Chắc fit hiện tại là mấy cái xe Việt Nam không mà các bạn. Hoàn toàn là mấy cái xe Việt Nam không mà Việt Nam các bạn thường thấy luôn ấy.
trước kia có con xe khách Hyundai nữa kìa. Còn nó như Hyundai bạc cục hay sao? Để mình vượt qua con này cái nhá. Ok. À, Samco, Samco, Cung Hô Samco các bạn. À, quẹo phải thì qua thị xã Hồng Lĩnh nè. Quẹo trái thì sẽ về Hà Tĩnh. Và cái đường phía trước các bạn đang thấy là quốc lộ 1A đấy. Đây là quốc lộ 1A nè. Đường binh rất là lớn luôn. Về đường 2. Rồi, bốn chiếc xe luôn, nó căng ngang đường, không biết đi qua làm sao luôn các bạn. Làm sao qua đây? Bóp càng thôi, điệu nhạc cho mấy người nó sợ luôn các bạn. Vô. Vậy mà nó không vô luôn kìa các bạn. Nó tính cản đường mình để nó nghe nhạc hay sao ấy. Không nhờ luôn các bạn. Thằng Phong phía trước bắt dạy thiệt sự. Bạn ơi, nhường coi bạn ơi. Nó càng gì mà nó không qua các bạn. Cản đầu xa mình luôn à. Ôi cỡ nồi không? Đó, gì đó mới qua các bạn. Cản đầu xe mình nãy giờ cả một buổi. Nguyên một đoạn đường dài luôn giờ mới qua được đấy. Ui, đây là đài tưởng niệm ở Hà Tĩnh nè các bạn. Xô Viết Nghệ Tĩnh. Quá đẹp. Đó, thì các bạn thấy không? Bữa nay mưa vãi cả nồi luôn các bạn. Mưa gọi là mưa bão luôn đấy. Mà xe mình vẫn hoạt động để chở khách về nha các bạn. Quá đẹp. Cái xe gọi là mấy cái xe mà gọi là limousine kiểu này là chạy rất là đẹp các bạn. Ở ngoài nhìn nó đẹp, nó chỉ là trong phòng ốc này nọ rất là xịn sò luôn. Ok, bây giờ tranh thủ đưa khách về Đà Nẵng các bạn ơi. Mưa quá mưa. Đoạn này là mình đang đi là đang trên quốc lộ 1A nè các bạn. Đoạn này xe mình như có chạy có được có thể chạy như là 90 km/h hay sao ấy, mình nhớ mày mại là vậy, không biết có phải không. Chuẩn bị rẽ phải các bạn ơi. Rẽ phải đi đâu đây ta? Đường gì? Đường Hồ Chí Minh là sao? Đường Chánh hay sao? Hình như cái này là như là đường Chánh các bạn ơi. Đây các bạn thấy không, chúng ta chuẩn bị đến được Đồng Hới rồi đấy. Ui, có cái đèn đỏ. Đây là Đồng Hới các bạn. Đồng Hới thì nó thuộc Quảng Bình, nhưng mà cái này là nó thuộc đường Chánh thôi các bạn, chứ không phải là ngay trung tâm. Khi mà qua cái đoạn này thì chúng ta sẽ đến được một cái địa điểm rất là nổi tiếng ở Quảng Bình, đó là cái khu Cát Trắng các bạn. Cát Trắng Quảng Bình đấy. Nó sẽ chạy ngang đó cho các bạn xem nha. Mưa quá mưa à. Quảng Bình này như hình mình nhớ không nhầm thì nó cũng có biển á các bạn, nhưng mà cái đoạn đường mình đang đi ấy nó hơi bị khuất biển đó, mình không thấy biển được. Chứ Quảng Bình là nó cũng giáp ranh với biển ấy. Ở đèn đỏ đó là cái đèn đỏ hoài vậy trời. Đi thẳng luôn nha các bạn. Phía trước là cái cầu gì đó, cầu Quán Hầu cái gì đấy.
Ôi, con Honda Civic mới chạy qua rồi. Ok, đi thôi. Nè, có con chinh long hải âu nè các bạn. Get ready to turn left. Chuẩn bị nghiêng trái à? À đúng rồi các bạn, hơi qua trạm thu phí đó. Đây là trạm thu phí quán hầu anh thôi. Ơ? À, sao chưa vô trạm nó trừ tiền mình rồi? Nãy vô đây mới thanh toán tiền nè. Rồi. Rồi em thanh toán tiền trạm thu phí luôn anh chị ơi. Ok. Rồi đóng lại. À, đi tiếp nhá. Đây, nếu các bạn đi thẳng luôn ấy là vào cái lệ thủy. Lệ thủy nghĩa là nó cũng là một cái thị trấn hay sao mình không rõ nữa. Nhưng mà nó ở Quang Bình thì bây giờ mình sẽ đi cái đường tránh. Cái đường tránh này là nó sẽ có luôn cái trắng mình nói á. Nhưng tắt máy. Đấy. Hôm nay thì được đi 80 km/h nè. Để các bạn xem được cát trắng của Quảng Bình. Đó, cái khu vực này nè, nhưng mà hiện tại trời mưa quá nên các bạn cũng không có xem được. Hai bên là cát trắng nổi tiếng ở Quảng Bình đó các bạn. Khu này nó cũng giáp ranh với biển đấy. Mà hiện tại mưa quá thì các bạn không có xem được cái chỗ này. Quá đẹp luôn. Chiều thu mưa bay bay đường khuya vắng không người. Dìu em trong cơn mê dài tâm. Thì có người ta dừng xe là người ta coi kìa. Mưa nhưng mà ta cũng dừng xe là người ta tham quan cát trắng đấy các bạn. Trời mưa cho mình bắt cũng tham quan cát trắng nè. Hỏi mình vừa qua cái đoạn xe này luôn nha. Có xe ngược chiều, có xe ngược chiều, tránh thủ, tránh thủ. Rồi ok. Đó, ta dừng xe ngoài đường nhóc trên đó các bạn thấy không. Đâu qua nó mất tài ơi. Con xe tải nè. Alo. Quá trời xe luôn các bạn ơi. Đây là con xe gì ta? Taco mà Silver các bạn. Xe này xe gì của Hàn Quốc đấy? Của Hàn Quốc không? Quá luôn. Con này luôn. Đó, mình vừa qua được một đoàn xe khá là dài luôn nha. Đó, chuẩn bị ra một bên để đi tiếp tục quốc lộ 1A nhá. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Rồi đúng rồi, rẽ trái này về Đà Nẵng nha. À, tiếp tục thôi. Mình vừa qua được cái thành phố Huế rồi các bạn. Và hiện tại là cũng đang trên đường gần về đến Đà Nẵng rồi đấy. Đây là cái hầm gì đây? Ồ, hình như là hầm Phước Tượng hay sao ấy. Ơ, tao, tao, tao. Cái đây lạc ta lái chứ vậy? Từ Huế về Đà Nẵng nó qua rất là nhiều hầm các bạn. Và một cái hầm rất là nổi tiếng mà mình nghĩ chắc ai cũng biết đó là hầm Hải Vân. Đấy,
thì hiện tại bây giờ nó đã có hầm rồi các bạn, chứ hồi xưa là toàn là kiểu là toàn đi đèo thôi, đèo Hải Vân. Bây giờ nó có cái hầm mà đi qua Đà Nẵng nhanh hơn rồi. Đông xe dữ vậy. Phía trước mình có con Honda kìa. Đó, quá một bên đi, tao đã canh thủng quá rồi. Ờ, vậy đi. Hợp lý phải nồi. Dương đường cho mình chạy đi chứ. Vẫn còn mưa lớn nha các bạn, vẫn chưa hết mưa luôn. Quên bản thân mình xây dựng cho con, mẹ ban cho con từng khu. Ôi, chúng ta chuẩn bị qua một cái hầm nữa. Đây là hầm gì ta? Đây là hầm Phú Gia, đúng rồi, hầm Phú Gia. Ui, trong hầm nghe tiếng kèn bãi nào lắm các bạn đây. Các bạn nghe tiếng còi không? Còi nó dội vang 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 lại luôn á. Qua luôn đi bắt tài ơi. Đây là tới đâu rồi ta? Giờ đi được đường rộng rồi đấy, đường to rồi đấy. Đây đâu rồi ta? À, thị trấn Lăng Cô các bạn ơi. Như vậy là mình đã đến được thị trấn Lăng Cô rồi. Như là chuẩn bị đến Hải Vân rồi nha các bạn. Mình đến đèo Hải Vân rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ không đi đèo các bạn, mình sẽ đi qua bằng qua Đà Nẵng bằng một cái hầm. Đây, chúng ta sẽ có một cái ngã ba nè. Nếu mà trường hợp các bạn quay phải ấy, thì các bạn sẽ được lên đèo Hải Vân. Đó. Thì nó khoảng 61 cây là ngay 21 cây. Ủa, lộn. Không. Lộn. Qua hầm Hải Vân á, đi thẳng thì các bạn đi hầm Hải Vân thì nó là 6 km. Còn trường hợp các bạn muốn qua đèo Hải Vân thì các bạn quay phải đi vòng một phát lên 32 cây số mới qua tới Đà Nẵng các bạn. Bây giờ mình sẽ đi hầm đi. Đi hầm nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà sẽ qua trạm thu phí nha các bạn. Đi hầm thì phải qua trạm thu phí. Rồi mình sẽ đi làng của xe khách luôn. Qua luôn. Rồi, ok. Mình sẽ qua một cái cầu này. Đây là có cái sông nhiều cũng chả biết nữa. Cầu này như là cầu Lăng Cô. Cầu Hải Vân à. À, cái cầu Lăng Cô là cái cầu bên kia thì phải. Cầu này là cầu Hải Vân. Cầu này nó sẽ bắt thẳng một phát vô hầm Hải Vân luôn. Thằng này không nổi nó chạy chậm vậy, qua mặt luôn nè. Hello anh. Trời ơi, phải không? Đem lưu lại, dược, mình gì là ton rồi. Sao ghi anh nhá. Rồi, khổ quá. Em là em gấp đấy mà. Em dược phát rồi gặp anh luôn. Rồi, qua đi anh. Khổ quá, tính vượt. Tranh thủ vượt phát rồi gặp xe ngược chiều luôn các bạn. Ủa, có xe đầu cả Mỹ à. Đây, chúng ta sẽ chuẩn bị vào hầm nhá. Đây, Hải Vân. Hầm Hải Vân các bạn. Wow. Rồi, vào luôn. Trong hầm này chắc cũng như cầm nãy là bóp kèn là vang 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 nè. Nó lớn phải cả nồi các bạn.
Con này là con Mitsubishi. Ơi người ơi, sao tình trong mộng vẫn ê chề. Ơi người ơi, ơi người ơi, sao mình trong mộng vẫn. Rồi, ra đường phía ngoài hầm rồi đấy. Và cái đường này nó là quốc lộ 1A luôn nha các bạn, cái đường mình đang đi ấy. Rồi, mình nó đến được Đà Nẵng rồi. Đà Nẵng đi thẳng qua cái cầu để ta Đà Nẵng luôn. Mình bây giờ sẽ về bến xe Đà Nẵng đó nha các bạn. Đó. Làm sao giữ được trong để được tình yêu Rồi mình sẽ ra một cái trạm thu phí nữa. Trạm thu phí này sẽ nằm bên này nha các bạn. Đây. Qua làng này đi. Để cho thu giữ ok. Sao người trong mộng vẫn hiền về. Gặp đêm tài. Nhưng người ơi, sao ủa sao đây lại gặp bên phải. Ôi người ơi, ơi người ơi, sao tình trong ra đây mộng vẫn ê chề. Ôi người ơi, ơi người ơi, cùng Minh luôn rồi. Khổ thiệt sự. Trong mộng vẫn ngu si. Galo. Rồi ok ơi, thôi đành thôi. Khổ vậy, đông xe vậy. Xe vô Đà Nẵng dữ vậy. Rồi ok, đến mình. Làm sao giữ được người trong. Quá trời đông xe luôn các bạn ơi. Để được tình yêu. Đây, thành phố Đà Nẵng đây. Đó là mình đã vào được Đà Nẵng rồi đó các bạn. Rồi ghé phải luôn. Lẹ nó tới mình cái đèn đỏ đi à. Tới mình cái đèn đỏ đi à. Cú đèn vàng này. Con đi được. Ôi chết cha. Ôi trời ơi. Nó không kịp các bạn. Ok, mình sẽ về bên xe luôn. Bớt mưa rồi các bạn ơi. Mình về tới Đà Nẵng lại bớt mưa rồi. Rồi xong đến bến xe rồi nhá. Rồi mình sẽ quay phải luôn. Rồi qua bến xe nhá. Ok. Rồi đến nơi là cũng bớt mưa luôn nha các bạn. Đây nơi trả khách đây. Cho mình vào đây luôn à. Nhà ga trả khách nè các bạn. Đó mình sẽ cho khách xuống đây. Ok sau cái hành trình dài thì mình cũng đã đến được Đà Nẵng rồi nhá. Mở cửa ra. Mở cửa mất cốp. Rồi tắt máy nào. Đấy như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã vừa hoàn thành một cái hành trình vận chuyển khách từ Hà Nội về Đà Nẵng bằng cái nhà xe Kim Chi 265 xong. Và các bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và các bạn nào muốn mình chạy nhà xe nào nữa thì đừng quên comment phía dưới cho mình biết. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.
Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.